Xin chào các bạn, số ốm giới trang trí tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn mẫu bình Mai Khai Ngũ Phúc. Hoa mai chính là loài hoa mang không khí Tết đến xuân về. Hình ảnh những đóa hoa mai đỏ lở rộ giữa thời tiết lạnh giá khiến người ta cảm thấy được sự an lành, ấm áp mà thanh tao quý phái. Bình cảnh họa tiết Mai Khai Ngũ Phúc mang cái thần của hoa mai và ý nghĩa hàm chứa sâu sắc. Mai bình họa tiết Mai Khai Ngũ Phúc vẽ một cành lớn thể hiện sự lâu đời bền vững. Từ cành lớn đó đâm ra những nhánh nhỏ với chi chít những đóa hoa mai đỏ. Những cành nhỏ mọc lên từ cành lớn thể hiện sự tài lộc đủ đầy. Những đóa hoa mai chen nhau khoe sắc lại thể hiện được sự sung túc cát tường. Trên cành mai đỏ điểm xuyết là lăng chú chim, tượng trưng cho lăng điềm lành, báo hiệu gia chủ ắt sẽ có được vinh hoa phú quý. Mai bình hoa khai ngũ phúc vừa thể hiện được nét cao sang lại vừa thể hiện được sự sung túc đủ đầy. Trưng bày một chiếc bình cảnh mai khai ngũ phúc trong ngày Tết vừa làm đẹp không gian sống, vừa thể hiện ý muốn một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc và phú quý đầy nhà. Bình có chiều cao 55 và ngang 24 cm, sản phẩm với chất liệu sứ cao cấp, họa tiết sắc nét, hoa văn sống động, được vẽ tay 100% của các nghệ nhân tài hoa Trung Quốc. Đến với gốm sứ trang trí, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình các sản phẩm nhà trang trí nhà cửa phù hợp với mọi không gian sống và mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành. Mời bạn đăng ký kênh của shop gốm sứ trang trí để cập nhật thêm nhiều mẫu mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các